biết quái chứ gì. Ấy thế mà cái lúc ăn no là vợ chồng tôi lại biết. À biết nó vào đâu. Ừ thì biết nó vào lắm. Phải rồi. Cờ động cắt cử nhau trông. Cái nghề gốc là ăn trông. Cái loài này kết bà không ạ. Còn tôi lại đầu hoa đằng kia. Ấy à, vợ chồng mình rồi trông non cái đàn vịt nhà mình cho nó cẩn thận bà nó nha. Vâng. Thầy à, bà ơi. Ông lão lại gọi tôi đấy à. Tôi non cái đàn vịt nhà mình dạo này khó trông non. Tôi thấy lúc nào nó thấy trông đặc biệt đi, còn tôi nắp dình ở đây, thể nào nó xuống, nó mà xuống đó tôi đánh cho nó một trận chứ đi. Vâng, trông nòm thế này thì nó bắt hết mất vị thôi. Bạn sao đúng không? Thôi bây giờ vợ chồng mình lùa tìm đến bà ấy.